Hello tất cả các bạn ha, thì theo chuyên mục là mỗi tuần sẽ giới thiệu một cái sản phẩm, thì tất cả những cái sản phẩm mà Khanh giới thiệu đó đều là những cái dòng dược mỹ phẩm mà Khanh đã dùng qua và Khanh cũng trải nghiệm trên da của mình một thời gian, và Khanh sẽ review về cái chất lượng cũng như là về cái phần mặt cảm nhận của Khanh sau khi mà dùng cái sản phẩm như thế nào ha. Thì gần đây nhiều bạn hỏi Khanh đó là về những cái sản phẩm mà giúp xe kích lỗ chân lông, tức là đối với lại những bạn mà khi mà da ở bình thường mình kềm dầu tốt nè, mình dưỡng da cho nó tốt nó đẹp rồi á, thì mấy bạn luôn luôn muốn là da mình nó trở thành một cái mức độ mà hoàn hảo, tức là không có thấy những cái lỗ chân lông trên bề mặt nữa, để cảm giác cho cái da mình nó được mịn màng săn chắc hơn á. Thì như vậy mấy bạn hay hỏi Khanh là những cái sản phẩm nào mà nó giúp làm cho xe kích cái lỗ chân lông của mình. Thì như Khanh cũng có chia sẻ với lại mọi người á, là bản chất cái lỗ chân lông của mình nó to á, là do mình kềm dầu với lại cách ẩm không có tốt, dẫn đến là dầu sẽ tăng tiết ra nhiều để ngăn cản cái sự thoát hơi nước bề mặt, để cho cái da bề mặt nó không bị khô. Nhưng mà vì dầu á, nó được tiết ra theo đường lỗ chân lông, cho nên nếu mà dầu càng tiết ra nhiều á, thì đồng nghĩa với việc là lỗ chân lông các bạn sẽ càng ngày càng to lên. Cho nên vì vậy mình muốn thứ nhất á, là xe kích lại cái lỗ chân lông của mình á, đầu tiên nhất á, là mình phải làm sao để điều trị được cái gốc gác của cái vấn đề làm tăng tiết dầu. Nếu mà là do thiếu cách ẩm á, thì mình phải tăng cường cái cách ẩm lên, nhưng mà cách ẩm nó sẽ phải phụ thuộc vào từng cái nhóm da riêng, thì nó sẽ có một cái bài riêng Khanh sẽ nói về cái phần cách ẩm ha. Còn bây giờ mình cách ẩm đầy đủ rồi, xong rồi một cái phần mà cũng rất là quan trọng đó là trong ban ngày á, mình hay thoa dưỡng nè, xong rồi mình thoa kem chống nắng, xong rồi mình còn make up nữa. Thì kem chống nắng và make up là một trong những cái sản phẩm mà nó chỉ là bao phủ bên ngoài để nó tạo thành một cái diện mạo mới đẹp cho mình, nhưng á, mà trong thành phần của nó sẽ tạo ra những cái hạt li ti để nó tạo thành những cái cồn mụn trong lỗ chân lông. Thì khi mà trong lỗ chân lông nó có những cái cồn mụn như vậy thì chắc chắn là cái lỗ chân lông của mình nó sẽ không có đóng lại, nó không có xê kích lại được. Cho nên cái quá trình mà làm sạch da, làm sạch sâu trong từng lỗ chân lông nó cũng rất là quan trọng. Thì vì vậy có những cái sản phẩm mà nó giúp làm sạch sâu lỗ chân lông cũng như là làm tan cái lớp sừng, lớp tế bào chết bề mặt của mình, như là toner BHA, tức là acid salicylic nè, rồi cretinol là cũng sẽ làm tan đi những cái lớp sừng bề mặt của mình, bởi vì khi mà thoa lên trên bề mặt của mình á, sau một thời gian á, thì nó sẽ được chuyển hóa thành dạng acid, cho nên nó sẽ làm tan đi những cái lớp sừng và nó làm sạch sâu trong cái lỗ chân lông của mình. Thì mọi người cứ nhớ cái nguyên tắc á, để mà làm sạch cái lỗ chân lông của mình là cái thứ nhất á, là mình phải kiểm soát được giữa dầu với lại độ ẩm trên bề mặt. Cái thứ hai là mình làm sạch sâu trong lỗ chân lông. Thì đó là hai cái tiêu chí quan trọng nhất mà nó sẽ chiếm 70% cho cái việc thành công làm xe kích lỗ chân lông của mình. Ngoài ra là để 30% còn lại thì mình sẽ dùng thêm một cái loại serum. Và serum này thì Khanh đã dùng, và sau khi Khanh dùng thì Khanh cảm thấy cực kỳ ưng ý luôn. Khanh chưa thấy một cái loại serum nào mà có thể làm xe kích cái lỗ chân lông của mình mà nó tốt như vậy luôn. Tại vì Khanh đã dùng qua rất là nhiều. Trước đây nếu mà nhìn kỹ, tức là nếu mà nhìn xa thì sẽ không thấy, nhưng mà nhìn kỹ hai bên cánh mũi của Khanh là sẽ luôn thấy những cái lỗ li ti, nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà kiểu như phải nhìn kỹ mới thấy. Nhưng mà khi mà Khanh thử qua hết tất cả những cái dòng sản phẩm, thì khi mà Khanh dùng đến cái sản phẩm này á, thì Khanh thấy là Khanh dùng khoảng một tuần thôi là coi như nó dứt điểm luôn cái tình trạng lỗ chân lông của mình. Cho nên đó là hôm nay Khanh muốn giới thiệu với mọi người ha. Thì đây Khanh sẽ cho mọi người coi cái chai này, không biết mọi người có thấy rõ không ta. Đây thì đây á, là cái chai mà serum ceramic của Rosian. Đây là một hãng rất là nổi tiếng của Úc ha. Thì như mọi người sẽ biết cái ceramide, Khanh hay đọc theo tiếng Việt của mình là ceramic, thì thực tế là mọi người sẽ hay đọc là ceramide á. Thì ở đây nó có ghi nè là nó sẽ bổ sung ceramide 1, 3 và 6. Đây là một trong những cái nhóm ceramide rất là quan trọng để nó làm nên những cái cầu nối liên kết ở cái bề mặt da của mình. Thì khi mà nó làm những cái cầu nối liên kết nó chặt chẽ lại trên bề mặt da, đồng thời nó kích thích tăng sinh cái lượng collagen bên dưới, cũng như là khi mà nó tạo thành cái cầu nối bề mặt da, nó tăng cường cái độ dưỡng ẩm cực kỳ nhiều trên da bề mặt, thì nó sẽ làm cho cái lỗ chân lông của mình sẽ được xê kích lại. Tại vì mình sẽ biết là ảnh hưởng của lỗ chân lông của mình nó bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi cái độ tiết dầu, cho nên nếu mà da mình giữ nguyên một cái độ ẩm nhất định tốt trên bề mặt đó, thì da của mình sẽ không có tiết ra dầu nữa. Thì như vậy lỗ chân lông nó không cần phải hoạt động để nó kích thích cái tuyến dầu tiết ra qua cái đường lỗ chân lông. Cái thứ hai á, là để làm sạch trong lỗ chân lông á, thì gần đây Khanh có kết hợp với lại toner BHA. Thì cái toner BHA á, là lúc Khanh mới dùng là Khanh dùng buổi tối, nhưng mà khi mà bắt đầu da quen rồi Khanh đang dùng sáng với tối luôn. Thì cái lỗ chân lông á, mình sẽ được làm sạch sâu bên trong, nên mọi người sẽ xem Khanh cái mức độ da của Khanh nè. Tức là khi mà mình kết hợp giữa toner BHA với lại cái serum ceramide này, tức là hai cái thành phần chính trong cái routine dưỡng da của Khanh nha, nhưng mà điều đó không có nghĩa là Khanh chỉ dùng có hai cái này. Khanh dùng rất là nhiều trong một cái quy trình dưỡng da, và nó đủ các bước, từ bước tẩy trang, rửa mặt, toner, serum,
sữa dưỡng, kem dưỡng, rồi mặt nạ ngủ, tức là Khanh luôn luôn sử dụng đủ hết bước. Nhưng mà như mọi người coi nhiều clip của Khanh thì sẽ biết là Khanh là một người rất là đam mê với lại serum, cho nên thường thường là mọi người chỉ dùng một loại serum trong một buổi tối hoặc là một buổi sáng thôi, nhưng mà thường thường Khanh luôn kết hợp 3 đến 4 loại serum trong một chu trình dưỡng da, và tất cả những cái nhóm serum đó nó đều khác biệt nhau hết để nó mang lại những cái công dụng khác nhau. Nó giống như là các bạn thì thường hay uống vitamin đó, thì sẽ uống vitamin A trong một khoảng này, rồi C một khoảng này, còn Khanh thì đang uống vitamin tổng hợp trong cùng một khoảng thời gian, nó là như vậy. Cho nên nó là cái việc mà kết hợp nhiều á, nó không có xấu ha, mà mình kết hợp nhiều nhưng mà mình không có hiểu rõ được để mình kết hợp á, dẫn đến là nó phản ứng với nhau thì nó mới xấu. Thì mọi người chú ý ha. Thì để giới thiệu cho mọi người cái hai cái công dụng mà hai gọi là hai cái thành phần dưỡng mà đóng vai trò cốt lõi trong cái việc mà xây kết lỗ chân lông á, khi mà bác sĩ Khanh dùng á, thì đó là toner BHA với lại cái sản phẩm Rosigen này nè. Rồi. Bye bye mọi người ha. Thì hy vọng là mọi người sẽ theo dõi thêm những video trong những tuần tiếp theo, miêu tả về cũng như là review về những cái sản phẩm mà Khanh đã được sử dụng và cảm thấy ưng ý. Bye bye.